nay là hẹn hồn hiếu đi lang thang. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi kiếm đồ ăn. Thứ hai là sẽ giới thiệu cho hồn hiếu một cái nơi đẹp tuyệt vời mà bây giờ đợi hoài không thấy. Không biết là có đi lạc không hay không nữa nè. Bởi những con người sau những cú sốc về tình cảm, bây giờ họ thơ thẩn ở đâu mình cũng không tìm ra. Thôi, đi kiếm hồn hiếu để nó lạc tội nghiệp đó. Đón sau rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Hiếu ơi, trời ơi trời, hữu hiếu ở đâu trời, giữa trời đất mênh mông mà biết đâu kiếm trời. Đang ở đâu vậy? Em hả? Em đang đi trốn nợ anh ơi. Trốn nợ gì ông nội? Tôi hẹn ông mà ông đi đâu rồi? Thế rồi chứ. Em đang ở một nơi rất là xa. Xa là đâu để tôi đi kiếm chứ, tôi nấu cho ăn mà giờ bắt tôi đi kiếm không ra là ai ăn? Kiếm sao ra được? Nè, em đang ở đảo hoang ba cây hả? Ba cây. Robinson, chú hiểu Robinson vậy anh? Anh chỉ biết đảo Phú Quốc thôi chứ đâu biết đảo ba cây, bốn cây gì. Để em nhờ người ta chở ở đây mà em quên mất tên luôn. Đâu đâu, để em đi kiếm, yên tâm. Ô. Trời ơi. Đảo Phú Quốc thì tôi biết, là đảo ba cây là ở đâu trời. Thêm một cục nữa, không nhúc nhích. Rồi, đi kiếm hồ con Hiếu. Chết, không có đường đi. Lên đây là lấy gì đâu mà nấu ăn trời. Ê! Ê! Ủa? Sao kiếm em được hay vậy? Sao đi đảo Phú Quốc hay là đảo gì mà đi đảo ba cây lại vậy? Thì em nghe nói đảo ba cây thôi. Sao tên là đảo ba cây? Nó có ba cây nè. Còn ở đây một nùi cây gọi là đảo gì? Đảo nùi cây. Trời ơi. Rồi bây giờ sao qua? Sao gặp anh bơi qua hả? Bơi ướt đồ sao? Bây giờ sao qua ta? À có chiếc kayak ở đây nè. Đợi chút, đợi chút. Rồi. Đi ra tới đây là em vô định luôn á. Giờ sao? Em đâu biết đâu. Tự nhiên lên đảo chi, lên đất liền quá trời đồ ăn, lên đảo đồ ăn đâu ra cha. Nói chung là bây giờ mình thử sống như kiểu Robinson đi. Mình tự cung tự cấp, tự săn bắn hái lượm vậy đó. Bây giờ trong tay không có một cái gì hết trơn. Phải như có cái cần câu. Có cái thuyền của anh kìa. Cái thuyền sao bắt cá ông nội? Giờ mình làm gì đó mà bắt được rồi. Hồ Phú Ninh này là rất là rộng, cung cấp nước cho khu vực xung quanh đây. Thôi bây giờ lên. Lên đến sau hả? À? Lên thuyền. Mình chèo này ra tới ngoài kia. Dạ. Là tầm trời sáng. Nói chơi thôi. Tính lại. Tính lại là sao? Quyền trợ giúp. Người thân anh. Cái nào bí quá là phải gọi điện liền đúng không? Alo. Anh Vinh hả? Anh Công Vinh hả? Một chiếc cano nhanh nhất có thể. Có mà anh Công Vinh. Vô ngồi chờ thời. Vô ngồi chờ thời, chờ cả đôi tới. Ráng lao cái rứa Cộng Vinh ơi. Chết chết con ô là không phải hết chân. Cái tàu cộng nhau anh. Đi lên tàu. Chứ cano đâu? Hết chân rồi anh. Cano hết chân rồi hả? Hết chân rồi. Rồi đi chiếc đi chừng mô tới. Tí tới chừng đâu. Một tiếng hả? Xíu nữa anh ơi, tới xíu nữa giờ mình đi anh. Hay, hết cá rồi, đồ trừ răng lấy. Lội đây lên đây hả? Dạ. Mang chân không luôn được không ta? Ê, cởi giày ra chứ. Trời, cái nước mát quá.
nhưng mà vẫn không lên được nè. Dạ em kéo anh lên. Kéo không có cho bộ đạp đâu, kéo. Một, hai, ba, lên. Ê, dạ, đâu. Em phải đẩy ở dưới mới được anh ơi. Bé ở dưới rồi, lát hồi em bé em lên. Chân em dài em chèo được. Một, hai, ba anh nha. Khoan rồi. Tao cái một, hai, lên. Đâu, bung, ta, bung ta. Dạ. Lên. Ồ, giờ tới em đây. Đây, anh Hiếu nóng này nè. Ra cái nắp. Ở đâu? Yeah. Lên đường. Đi thôi. Đây, em đã chưa? Con có chuối ăn nè. À, biết sao trên tàu có chuối không? Không. Trời mấy khỉ á. Ở tại đó có đảo khỉ mà. Ủa đảo khỉ hả? Ừ. Chuối của khỉ mà mình cũng lấy của hán mình ăn. Ở đây có cho một con cá không anh Vinh? Có nhiều lắm. Đây ngồi nói chuyện nè, ngồi nói chuyện. Là cá thiên nhiên hả? Có thiên nhiên anh. Ngon không? Dạ ngon. Có này là có hồ nuôi. Thả vô cái gì mình thả vô cho nó. Thỏ là cân bằng sinh thái gì? Dạ. Đây là có mè, có trôi, có lan. À, mè, trôi, lan hả? Kiếm cả mè đi, ở đây đặc sản mà. Dạ, có mè đặc sản, ở đây là có mè đặc sản. Hiếu làm gì anh ơi? Đông Vinh, Hiếu làm gì á? Đây nè. Hồ ăn Hiếu bị khùng. Cái đô này là của hồ mình luôn hả? Dạ. Đi đâu đó cano? Đi đóng tôi chân. À đi đóng tôi hả? Hồi nãy tôi rùa cano nè, chứ phải tôi rùa cái tà đi đâu. Ủa cái đây là cái gì? Ngồi á anh. Bao chuối để ngồi lại hả? Ngồi á, ngồi á. Bây giờ mình cho mình ngồi đây, mình chạy đi chỗ chỗ bắt cá được không? Được. Chào, chào. Được. Rồi. Wow, nặng quá vậy. Trời ơi, quá trời mè, luôn. Mè trắng, mè đen. Đã dữ trời. Ê, con kia giống cá nheo vậy. Thưa quý vị, Hồ Văn Hiếu là lần đầu tiên đi bắt này luôn đúng không? Đúng rồi nhé, nhớt quá. Hiện cá là phải nhớt chứ, bây giờ nhảy xuống dưới luôn được không? Nhảy xuống lâu. Con này mấy ký anh? 5 ký. Sao nó màu đỏ lên nè, nó bị thương nè anh. Trơn quá. Dính vô lưới đó. Trơn quá nè. Nó mà vẫy một cái nè. Có hơn nữa. Ơ, con này nó mạnh quá vậy. Lấy con mè trắng nhỏ thôi. Nó nặng lắm luôn. Lấy mè trắng nhỏ thôi. Mè trắng là con trắng trắng này đúng không anh? Đúng rồi. Đây đúng không? Ok. Con này được anh thấy được không? Sao cá sống dưới nước mà nó không chết đuối ta. Thôi lấy con tôi thiệt. Một con thôi. Ăn không hết đâu. Một con thôi. Rồi xong. Có bao anh nè, anh tên chi anh? Việt Nam hả? Vâng. Anh ở Thái Lan hả? Bình Sơn với anh Việt Nam. Cảm ơn hãy. Dạ. Mỗi lần lấy cá xong là cảm ơn thôi anh. Không có trả tiền trả bàn gì hết nữa. Ở đây mà cá này ăn không hết mà lấy tiền đúng không anh? Rồi, Công Vinh ơi, về anh Công Vinh ơi. Về anh Thân Dân ơi. Dạ, đi. Đi. Kính thưa quý vị, sau một thời gian dài lặn lội cực khổ thì bây giờ đã đến lúc Hồ Văn Hiếu ra tay. Xin mời. Ủa, em đâu biết nấu đâu. Ở nhà ai nấu? Ở nhà má em nấu không à. Em đứng đây anh nấu, anh sai vặt em thì được. Em ít nấu mì tôm không à. Có biết nấu gà ta không? Biết luộc gà thôi. Ai chỉ luộc gà? Thì luộc dễ mà, mình luộc cái lông của nó. Mình sẽ làm hai món. Món gì anh? Cái đầu với cái đuôi nấu mẹ, mình kho riền với xả, ok.
kèm theo thịt ba chỉ, được không? Được. Ok không? Ok. Giờ em giả một ít riềng với xả đi. Ok ok. Xả khỏi giả, xả riềng. Giả riềng với ớt thôi. Đó. Ăn cay được không? Được được. Một trái thôi anh. Một củ thôi. Đó. Với là nhiều ớt vô này, đây đây. Từ xả cái này trước á. Ờ thì đó. Đó có cục đá đó, kê vô cục đá giả. Thơm quá. Đây. Chà, xương cứng nghe. Xương cứng Hiếu ơi. Dạ. Chà. Cái đầu này mình phải để đây mình nấu mẻ, mình phải chẻ ra mới được. Chứ mình để vậy là không được đâu. Xong rồi anh. Dạ vậy? Thì dạ, bằng dạ, thôi. Dạ nhuyễn thôi nữa. Nhuyễn nữa hả? Cái gì căng thẳng vậy? Này chắc ok rồi chứ anh? Ok rồi chứ. Ok rồi không? Ừ. Đúng mình nhìn là không biết nấu ăn rồi đó. Giả miên riềng mà giả chết quá rồi đó. Rồi giờ tới gì nữa em? Anh? Giờ hành tỏi gì có giả không? Ừ. Dạ hành tỏi thôi. Công nhận nhiều khi đi ăn tiệm sướng ha. Tự nấu nó mệt. Mệt quá hả? Tự nấu thì nó sẽ mất công ăn rồi dọn nữa. Sợ nhất là khâu dọn. Hồi xưa quen bạn gái có nấu cho ăn không? Không, bạn gái đâu biết nấu đâu. Đi ăn tiệm không anh ơi? Chết cha, sao kỳ ta? Đâu ai biết nấu đâu. Sao kỳ vậy? Có nấu nhưng mà mua về hâm lên thôi. Cho nó nóng. Vậy hả? Vậy gọi là nấu á hả? Vậy thôi. Khó thiệt chứ, nó cứ văng 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 ra ngoài không. Oh no. Mình sẽ bỏ cái quyết mà ứ. Này đáng lẽ mình giả mình phải lột mấy cái vỏ ra cho anh ha. Không cần đâu. Tí nữa mình rang lên nữa mà phải không? Rang cho nó thơm. Cái đó gọi là phi em ơi. Thưa quý vị, Hồ Văn Hiếu, người đàn ông độc thân, gia sản sự nghiệp đầy đủ, hiện tại là trùm bất động sản. Đâu có hả anh ơi? Xạo, trên Facebook Hồ Hiếu đang bán nhà hoài. Anh đang bán giùm không à? Em làm cò mà. Không có ai rảnh mà đi đang bán giùm hết đâu. Lâu lâu mình post lỡ đâu. Trúng cái mình kiếm được mấy tỷ. Kiếm ăn phần trăm thôi. Vậy đi hát kiếm tiền nhiều hơn hay là đi làm cò kiếm tiền nhiều hơn? Làm hai việc anh. Cái nào nhiều tiền hả? Ờ cái nào có tiền làm thôi. Kiếm được cái tiền thì mình bỏ tiền vô. Làm Hiếu Bến Tàu. Làm phim hoặc là làm MV ca nhạc. Thì ra là vậy. Bù qua đắp lại. Bù qua đắp lại. Bây giờ mình để cái này qua đây nè. Để lát mình làm tiếp. Ê lỡ là mình chặt này luôn đi ha. Để lát họ không có chặt nữa. Nghiên cứu gì Hiếu? Em đang không biết là làm gì vậy. Đứng hát bài nghe cũng được. Ủa hôm nay không ra bài mới hả? Có anh. Nhưng mà nhạc để dùng trong phim nhiều hơn á. À OST hả? Dạ. Chứ lâu rồi không ra bài mới hả? Em có ra nhưng mà không ai nghe. Chắc là bài dở quá. Phải ra những cái bài như là bao nhiêu lâu tôi không gặp nhau rồi đó. Em đang kiếm mấy bài nó vui vui xíu. Sắp tới Tết á. À. Kiếm bài Xuân hát. Kiếm bài Xuân hát hả? Đây, kéo hận dao cắt nè. Làm gì nó nát hết. Ủa anh đi ăn cái nhà hàng của anh là anh tự nấu hết luôn? Không, gia đình mình training thôi. Có người nhà nấu và có mướn người nấu luôn. Mà mình chỉ người ta nấu theo cách của mình. Anh thì rành chắc nấu mấy món này ha, kiểu món Việt Nam á. Em thích gái nấu món Việt Nam hay là em thích gái nấu gà ta? Gà ta là Việt Nam mà. À vậy hả? Đây. Ướp một chút hạt nêm, thịt thăn xương ống, tủy. Cái này vô đậm vị lắm á. Nhà không biết nó ăn chắc đâu, không biết mấy cái này đâu hả? Cái đó ai mà không biết. Hay quá vậy ta. Trẻ tôi tưởng Hiếu nó không biết gì. Thiệt luôn á. Em nói chuyện anh phục quá Hiếu ơi. Nè quá Hiếu. Đây em cho miếng nước mắm. Cái này chắc chờ anh làm xong mới đập sau cùng hả? Không có đó, để lát mình thi luôn á. Đây. Rồi giờ mình làm món cá chứ hả? Cái này là xả. Ok không? Ok. Ôi tính ra nấu ăn cũng nhanh anh hả? Ừ. Mình mới đây có chưa tới mấy phút mà thấy cũng vô hết rồi đó. Vô hết rồi đó.
Mấy cái này nghe nói ăn là trị bệnh á. Vậy cưng? Bệnh khử mùi. Biết có phải không? Rồi bỏ này vô. Thơm chưa, thơm chưa? Thơm. Quá thơm. Quá thơm. Nhiều khi để vậy ăn luôn ngon nữa, đúng không? Thiệt đó chứ. Đó, để đây. Ngon quá. Ok. Go. Mà không biết chiên nó văng dữ lắm luôn. Mình đổ dầu nhiều tí cho nó đỡ văng anh. Không, mình áo thôi chứ. Ô mau chín dữ trời. Áo thôi à, nó chưa chín đâu. Hình như cá tươi nó lên cái màu trắng bóc luôn. Nấu mà ngoài gió nên ảnh ảnh hưởng gì không anh? Cái gì đâu. Bây giờ xèo xèo. Xe rửa nó giúp đi. Ra cái bờ hồ á. Ủa, không có xà bông sao rửa? Không cần, rửa rưới qua nước thôi. Cá thịt nó cứng nhắc à, ngon lắm nghe. Đây, lát mình sẽ kho bằng cái này. Cá kho, gia vị hoàn chỉnh, cho nó đậm đà sánh quyện. Cái hồ nước ở ngoài đúng sạch luôn. Sạch lắm, nước trong veo à. Bây giờ mình sẽ bỏ cá vô. Nhưng mà cái thịt như anh cắt hơi bự sao ha? Không, lát kho ra ăn cục thịt bự nó mới ngon chứ. Được, ướp cái miếng này đã, từ từ. Bây giờ người ta làm vậy luôn à, khỏi cần khỏi cần đem khỏi cần cái đem. Ha. À, khỏi cần thắng cái tiền dữ ta. Cái này dành cho mấy người mà không biết nấu ăn á, dành cho em luôn á. Trong này có chỉ dẫn luôn mà. Dạ, nấu ăn nhiều khi mình coi sách mình phải chuẩn bị từng cái ăn cá rất là mệt. Một bịch vậy là ướp với 300 gram cá khẩu phần 400 người ăn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu ở nước sôi, mình đổ vô đây mình kho. Cái đầu có đuôi nấu mẻ nè. Em có anh biết mẻ mẻ nữa. Nãy giờ nhìn tưởng cháo luôn. Mẹ cháo đâu. Nước đã sôi. Đây, nước sôi rồi thì mình đổ vô đây. Rồi. Đó, ok chưa? Đó. Xong giờ mình lấy cái nắp mình đậy lại. Đúng chưa? Bây giờ mình lấy cái nồi mình để đây. Đó. Ít như đây. Tỏi với lại hành đó. Đúng rồi. Chị ớt vô đây. Cho miếng cần no. Rồi. Mẹ đúng không? Mẹ. Này mình đã sẵn. Đó mình bỏ lên mình nấu thôi hiểu không? Ủa mẹ này làm từ gì ra anh? Mẹ hèm bỏng là làm từ gạo mình lên men đó mà. Cơm rượu biết không? Sao nó thẩm thẩm vậy ta? Y như là bị thiêu. Nhưng mà nếu mà nó tan vô đây thì nó thơm. Rồi bây giờ mình khiêng cái đó vô đây được không? Được. Trời ơi, than cháy hết rồi. Đó. Ờ. Chắc thêm hai cục than nữa đi. Hai cục than. Em là lấy. Ok chưa? Ok rồi. Nhưng mà phải chờ xíu. Em quạt kìa. Mình nên bị quạt ngược gió, gió hướng này nè đó. Hướng này đúng không? Đúng rồi. Chết rồi, ngon lắm mọi người ơi. Cá này ngon á, cá này kho riền, xả là đúng luôn á. Hiếu bình thường ở nhà em đi hát gì đó. Em đi hát gì xong về nhà làm gì Hiếu? Cũng hẹn bạn bè qua nhà nấu ăn nấu nướng nè. Ai nấu? Bạn em nấu thôi. Em chỉ xuống, ví dụ như nó không biết bật bếp thì bật giùm. Hoặc là bật đèn ở dưới bếp là như vậy. Cũng công việc nặng nề quá. Mà nấu xong nhiều khi tụi nó cũng tự dọn giùm luôn à. Vậy hả? Dạ. Dạ. Để qua đây, để qua đây. Rồi, rồi, rồi. Đây. Ây dạ, sợ. Rồi giờ mình bắt cái nồi lên mình nấu. Cái này chắc giống như kiểu canh hả anh? Canh hay là... Canh đó, em cứ hiểu canh là được rồi. Chị nào lấy vợ? Chắc cố gắng trong năm nay hoặc năm sau thôi. Thiệt luôn hả? Thì phải cố gắng nhé, lớn rồi. Lâu quá mà chưa lấy vợ, bà già bà có hối không? Hối suốt. Má nói sao? Nó kêu thấy sao không thấy bạn gái đồ vậy. Ừ. Tôi thấy bạn trai không à. Để ý là bạn em bạn trai vô nhà hay chơi nhiều á. Má mới thắc mắc, má nghi ngờ là đúng không? Đó mày có bị gì không?
Tụi mày có bị ấy không? Đúng không? Bị ấy đó, đúng rồi, cũng hỏi vậy. Cũng nghe hàng xóm rồi nói cái đồn làm nghệ thuật rồi dễ bị ấy. Mà em có ấy không? Không. Thiệt. Bỏ cá vô. Mình có tưởng tượng cái con cá nó tươi, nhiều khi bỏ vô nó nhảy lên. Nhưng mà chặt hết rồi. Nó mới quá, nhìn nó tươi quá. Nhiều khi mình đi ăn mấy cái lẩu á, mình thấy bỏ vô nó hay nhúc nhích. Từ khi mà em chia tay cuộc tình trước thì em có bị gì không? Anh thấy em bị gì hả? Ừ, thấy sao quá nha. Thấy ai cũng nói vậy à? À, bao giờ? Nhưng mà... sang chứng tâm lý vậy? Không, em thấy bình thường mà ta. Chứ nãy giờ em nói chuyện anh thấy em giống như kiểu bị đứt dây đúng không? Hay là... nó bị... một chút gì đó té giếng hoặc bị gì hay sao? Gì đó đó. Mình sẽ cho biến đường phèn ha. Có đường luôn hả? Nhiều quá vậy. Bốn cục nhỏ xíu nó sẽ làm một thanh beautiful. Sao rồi đó? Lát mình ăn cái mình bỏ miếng rau vô. Giờ mình cắt cái rau luôn. Nó ăn chung với cơm hay bún anh? Bún chứ, bún nó hấp bún ngon hơn ha. Ừ. Lên món, xong rồi đó. Xong rồi hả? Ừ. Ngon mà. Giờ mình sẽ ăn cái này trước khi mình ăn... ăn kia sau hả? Món kia sau. Mình ăn với bún cũng được, ăn không cũng được. Dạ. Không vấn đề gì hết trơn. Thích ăn sao ăn? Công nhận là ăn ở đây nó lãng mạn, nó đẹp ghê. Giống MV ca nhạc vậy đó. Ừ. Ngon quá. Ngon. Trời ơi, Hiếu ơi. Ăn miếng cá Hiếu ơi. Múc cái nước vô. Trời ơi. Ngon lắm luôn á. Ngon lắm luôn á. Nhìn sao? Thịt ngon. Ngon ha? Ừ. Nó tươi á nên là nó cứng ngắc à. Bây giờ mình sẽ đặt cá này xuống ha. Mình lấy cái món kia ra chứ hả? Mới ăn xíu rồi, giờ chặn nữa rồi anh. Mới ăn có xíu rồi. Ê, mình thấy em ăn thèm quá, anh phải quất miếng bún mới được. Ủa, không ra cái Hiếu Bến Đào ra được mấy tập rồi? Em ra 3 tập rồi. Mọi người nói sao? Tại vì cái phim đó em hóa trang nhìn cho nó dơ chút xíu. Tại vì ở Bến Tàu mà, nếu là tóc dài anh, để râu nữa. Người nói dơ quá hả? Mọi người kêu Dũng Cái Bang quá. Ờ vậy hả? Nhưng mà em nghĩ là cái hình tượng đó em thích. Mình thích là được rồi. Tại vì nó khác đi xíu. Chứ đẹp trai, đẹp trai hoài. Hồi xưa em mới làm phim ca nhạc á, em không có kinh nghiệm á. Cứ làm theo kiểu quay phim mình cứ... lúc nào cũng đẹp. Mỗi lần làm cái gì cũng sức keo rồi. Quay lên nhìn kỳ lắm luôn. Nó không có thật. Dạ. Em thích nấu vậy chứ không thích nấu mặn đúng không? Dạ, cái này nó ngon hơn. Qua năm có làm cái chương trình gì khác không? Hay là Hiếu Bến Tàu tiếp? Qua năm em đang định vô chạy, em ở mấy tháng. Vô chạy tập huấn á. Tại vì em quay cái phim cảnh sát chuyên nghiệp tội phạm. Anh nghe chạy anh tưởng vô trong tù hả? Hết hồn. Mà em quay phim gì mà cảnh sát gì? Phim dài tập kiểu như cảnh sát chuyên tìm tội phạm anh. Ừ, đó cực lắm đó nha. Dạ. Bây giờ mình ngưng này mình ăn khác được chưa? Được. Em lấy ha. Ừ. Thằng đẹp trai. Con nhà giàu học giỏi mà chưa có người yêu. Ai quan tâm thì xin liên hệ Hồ Quang Hiếu. Bún mới. Bún vô Hiếu ơi. Bún vô trước đúng không? Bún vô. Trong đây có rau sẵn rồi đó anh. Mình cho thêm miếng nữa. Thấy không? Ngon quá. Ngon quá hả? Nhưng mà cái này nhìn nó hơi chua chua xíu, nó ngon hơn đúng không anh? À, chua vừa thôi, em chua quá là nó mất cái vị cá. À. Chua quá là nó mất cái mùi mọc. Ngon á. Nó thanh, đầm. Với lại có mấy cái rau mùi này vô nữa, rất là thơm. Mùi mẻ nó chua mà. Cái mùi à... cá đậu tanh ha, Tân Phước à. Nói chung là thơm, nó trong đây mình nghe được nhiều mùi luôn á ta. Ừ. Vừa nghe được mùi mẻ rồi rau thơm rồi mùi xả rồi tùm lum hết, mọi thứ mình cảm nhận được hết. Tùm lum hết hả? Dạ. Nhưng mà ý là tùm lum mít lại nhưng mà nó ngon. Được chứ. Hợp lý. Nhưng mà em mơ ước lấy được người phụ nữ như thế nào? Em thấy bình thường, nói chung là muốn kiểu như ai trong showbiz. Tại vì showbiz em đâu biết tính nhiều người đâu. Mà ngoan hiền hay sao?
Không. Em dịu dàng lễ phép hay sao? Không. Em thích cái người nào mà mắc dạy hay sao? Không, ý em nói đã. Em thích người nào kiểu vui với mình được rồi, nói chuyện vui với nhau hàng ngày, rồi tâm sự công việc rồi vậy thôi, rồi cùng sở thích rồi chơi chung với nhau rồi vậy thôi. Là à rồi, thưa quý vị, Hữu Hiếu là nói chuyện vui mỗi ngày, tâm sự mỗi ngày, cùng sở thích, rồi đi chơi vậy thôi, còn không làm ăn gì hết á. Có làm chứ làm nhẹ nhẹ thôi. Làm gì? Ví dụ mình mở một cái tiệm tạp hóa nào đó, mình bán hàng, bán sữa rồi á, rồi bán bánh kẹo đồ cũng được. À, mục đích là sau này mở tiệm tạp hóa bán bánh kẹo hả? Hay quá đó. Ê Hiếu, mai về giả bộ nấu thử cho mẹ ăn thử coi. Em quên rồi. Đầu tiên này sắc ba chỉ ra ướp cờ no này để dạ, cho nó đậm vị, nó ngọt, nó thơm này. Dạ. Xong cái cá rán qua rán lại nè, dạ, phi mấy cái loại gia vị kia lên, cái mình để vô mình kho. Nhưng mà cá này cá gì anh gọi là cá gì, cá chép? Cá này cá mè trắng. Em nấu chắc chắc mẹ không dám ăn. Em nói chắc mẹ vui lắm á. Để em nào thử một bữa thử. Nói chung là hôm nay cảm ơn em, đường xá xa xôi mà ra đây cùng với anh tham gia chương trình Muốn Ăn Phải Làm Bờ Bếp. Dạ. Nhưng mà ra đây lâu lâu mình có một cái ngày để mình thư giãn, ngồi nhìn cờ mây nổi tiếng. Bây giờ hôm nay mình ăn một con cá của mình sẽ trả lại một bao cá. Dạ. Để cho cá tiếp tục phát triển. Đúng rồi. Cân bằng hệ sinh thái đúng không? Giờ anh chút nè. Bây giờ anh sẽ đi, một phút anh quay lại. Em hãy ngồi nói chuyện với khán giả một phút. Nói. Anh đi đi, em nói sao? À, ngày hôm nay tham gia chương trình Muốn Ăn thì lăn vào bếp, Hiếu rất là vui khi mà được gặp anh Giang ở đây, hai anh em đi khám phá cái những cái đảo quanh đây rất là đẹp. Nếu mà có thời gian thì mọi người cũng nên ngoài công việc của mình ra cũng nên thư giãn, rồi cũng nên relax cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Thật sự thì Hiếu chưa có thử nấu ăn rồi trong cái khung cảnh thiên nhiên như thế này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Hiếu cảm thấy rất là thú vị và rất là nhiều kỷ niệm. Một phút dạ, thôi, nãy giờ ba phút rồi. Nhanh, nặng dạ. Cá chép hả anh? Ừ. Thả từng con. Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Này chắc mình trước khi thả mình cầu nguyện xíu không anh? Được. Cho em cầu nguyện xíu đi. Ở nhà em thả chim xuống à? Vậy hả? Ừ. Cầu gì vậy? Cầu sức khỏe, may mắn, mọi người thân được thôi. À, hiểu rồi. Nó đẹp không? Cá chép Việt Nam mình đẹp quá trời. Đi yeah. Thôi, rồi, đi rồi đó. Trời đã chiều rồi, chúc cho tụi nó sẽ mạnh giỏi và hạnh phúc trong cuộc sống mới. Yeah. Xin chào tạm biệt các em nha. Yeah. Bye bye. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương chương trình, yêu thương Trường Giang, yêu thương Hồ Quán Hiếu. Và cũng chúc cho Hiếu sắp tới có những dự án và dạ, bước chân sang điện ảnh sẽ thành công. Dạ. Kéo cần gì thì cứ hú anh. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn.